Bởi vì khi chúng ta rửa mặt quá nhiều lần trong ngày thì trên làn da chúng ta có một lớp màng gọi là lớp màng lipid. Chúng sẽ vừa là cái giữ ẩm cho làn da của chúng ta. Và khi chúng ta mà rửa mặt quá nhiều lần trong ngày như vậy thì chúng sẽ đồng thời làm hư hại cái lớp màng lipid này, khiến da chúng ta dễ mất ẩm nhiều hơn. Và như vậy thì làn da lại cứ phải tăng dầu, tăng bã lên để bù ẩm. Và làn da chúng ta luôn trong trạng thái là bị bóng nhễ dầu, xỉn màu, lỗ chân lông thì mở to ra. Đã là phụ nữ thì ai cũng mong muốn rằng sẽ sở hữu một làn da sáng, căng và mịn hơn. Và Hương biết rằng có rất nhiều các chị em chúng ta thì sử dụng các sản phẩm chăm sóc da hoặc là rất chăm chỉ nhưng làn da chúng ta vẫn không hề có tiến triển, thậm chí là ngày càng tệ đi. Cái lý do lớn nhất có thể chị em chúng ta đang mắc phải những cái sai lầm căn bản. Và trong quá trình hướng dẫn cả hàng nghìn các chị em chúng ta skincare thì Hương nhận thấy rằng có những cái sai lầm căn bản phía dưới đây mà rất là nhiều chị em chúng ta thường xuyên mắc phải. Nó khiến cho việc tốn kém bao nhiêu tiền bạc công sức đi chăng nữa mà làn da vẫn không hề có sự thay đổi. Vậy chị em chúng ta hãy cùng xem cái video ngày hôm nay để chúng ta có thể loại bỏ những sai lầm này nếu chúng ta đang mắc phải, hoặc chúng ta có thể phòng tránh những cái sai lầm này, tránh để chúng ta gặp phải, khiến làn da chúng ta được thăng hạng hơn và chúng ta sẽ xây dựng được một cái phác đồ, một cái routine chăm sóc làn da làm sao để đem lại hiệu quả cao nhất. Sai lầm đầu tiên là các bạn các chị cố gắng rửa mặt quá là nhiều lần và nghĩ rằng là khi chúng ta rửa mặt như vậy, nhất là với những bạn nào đó có tình trạng da dầu đến hỗn hợp thiên dầu, thì sẽ lấy đi những cái dầu thừa trên làn da, khiến da thông thoáng hơn và sẽ giảm mụn hơn. Nhưng đây chính là sai lầm đầu tiên. Bởi vì khi chúng ta rửa mặt quá nhiều lần trong ngày thì trên làn da chúng ta có một lớp màng gọi là lớp màng lipid. Chúng sẽ vừa là cái giữ ẩm cho làn da của chúng ta. Và khi chúng ta mà rửa mặt quá nhiều lần trong ngày như vậy thì chúng sẽ đồng thời làm hư hại cái lớp màng lipid này, khiến da chúng ta dễ mất ẩm nhiều hơn. Và như vậy thì làn da lại cứ phải tăng dầu, tăng bã lên để bù ẩm. Và làn da chúng ta luôn trong trạng thái là bị bóng nhễ dầu, xỉn màu, lỗ chân lông thì mở to ra. Ngoài ra thì việc sử dụng cái rửa mặt nhiều lần như vậy thì nhiều bạn còn sử dụng, thứ nhất này là rửa mặt quá là lâu, thì nên rửa mặt khoảng tầm 1 phút đến 1 phút rưỡi thôi. Thứ hai là chúng ta tránh rửa mặt bằng cái nước quá nóng nhé, bởi vì chúng cũng sẽ khiến cho cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta bị hư hại. Thứ hai là các chị mong muốn rằng chúng ta tìm một cái loại kem để xử lý mọi vấn đề ở trên làn da. Thông thường thì làn da của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề cùng một lúc. Có thể chúng ta vừa gặp tình trạng là bị mụn này, lại kèm theo tình trạng là nám da. Cũng có thể là da chúng ta đang lão hóa nhưng mà lỗ chân lông to và da chúng ta xỉn màu. Hay có thể là lỗ chân lông của chúng ta to này và kèm theo tình trạng là da chúng ta bị nám da. Nói chung là rất là nhiều các vấn đề xảy ra ở trên các làn da. Và hầu hết thì khó có một loại kem nào có thể khiến chúng ta có thể xử lý tất cả mọi vấn đề ở trên làn da đó cả. Và nếu có thì đó là những cái sản phẩm như là rượu thuốc và kem trộn. Các bạn biết rằng chúng sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy với làn da của chúng ta. Thì thông thường ấy, chúng ta sẽ nên phân chia ra những vấn đề nào mang tính cấp bách chúng ta sẽ xử lý trước, và sau đó chúng ta sẽ xử lý những vấn đề mà cần cái thời gian lâu dài hơn. Đó thì như vậy thì mỗi một cái hoạt chất sẽ xử lý từng vấn đề chuyên biệt của làn da. Giả sử nhá, những sản phẩm mà có thể trị mụn thì khả năng làm trắng da, làm sáng da lại vô cùng yếu. Hay ngược lại, những sản phẩm làm chống lão hóa cho làn da của chúng ta thì khả năng trị mụn lại vô cùng yếu. Hoặc là những sản phẩm làm trắng da thì không thể nào mà trị mụn hiệu quả được. Đó, vì vậy, cái điều đầu tiên này là phân ra những vấn đề cấp ở trên làn da. Cấp là gì? Giả sử như là da đang bị viêm nhiễm, bị đỏ, bị rát thì chúng ta tập trung vào để xử lý viêm nhiễm, xử lý tình trạng mụn, xử lý cái tình trạng bị đỏ, bị rát đã. Sau đó da ổn định rồi thì mới đến xử lý các vấn đề về phía sau. Giả sử như vấn đề là lỗ chân lông to, vấn đề là lão hóa, vấn đề là sạm nám. Như vậy thì vừa khiến làn da chúng ta đỡ quá tải, lại vừa tiết kiệm được chi phí hơn. Trái ngược với điều trên thì các bạn lại sử dụng quá nhiều hóa chất treatment. Có những bạn sử dụng không biết rằng một ngày là bao nhiêu các loại serum nữa. Thậm chí các bạn cũng không biết cách là sắp xếp các loại serum nào với nhau như thế nào. Vậy thì Hương muốn chia sẻ rằng trong một routine skincare thì các bạn nên sử dụng khoảng tầm từ 2 đến 3 hóa chất thôi. Và chúng ta sẽ tuân theo cái nguyên tắc phía trên. Tức là chúng ta sẽ xử lý từng vấn đề của làn da một. Đó, sau hết vấn đề này chuyển sang vấn đề kia thì trong một chu trình sẽ có khoảng 2 đến 3 serum thôi. Chúng vừa hỗ trợ cho làn da chúng ta hấp thụ được tốt này, từ từ này, tránh quá tải này. Ngoài ra, chúng lại còn hỗ trợ khiến cho làn da của chúng ta có thể đẹp lên, ổn định, nhất là cái sự ổn định mà khỏe lên, đồng thời chúng tiết kiệm được chi phí cho chúng ta nữa. Tiếp theo là chúng ta chỉ sử dụng kem chống nắng khi mà chúng ta đi ra ngoài, hoặc có nhiều chị chúng ta thích yêu thích cái viên uống chống nắng hơn là việc sử dụng kem chống nắng. Điều đầu tiên này, chúng ta chống nắng là chúng ta chống lại các tia UV, UVA và UVB. Và khi mà chúng ta ở trong nhà cực kính này thì ánh nắng vẫn có thể phản chiếu được vào. Và ngày râm mát, ngày mưa thì UV vẫn chiếu cường độ rất là cao. Và nếu các bạn gặp vấn đề như là sạm nám này, lão hóa này, thậm chí là thâm mụn, các bạn không có bôi thoa kem chống nắng thì chắc chắn làn da các bạn không thể nào đẹp được rồi. Và điều thứ hai này, cái việc sử dụng viên uống thì nếu có điều kiện nên sử dụng, bởi vì chúng sẽ hỗ trợ rất là tốt. Thế nhưng mà viên uống chỉ là hỗ trợ thêm thôi, điều quan trọng nhất đó vẫn là cái việc chúng ta bôi thoa trực tiếp lên trên làn da sẽ đem lại hiệu quả hơn. Và cuối cùng, rất là nhiều bạn chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà mặt nạ từ thiên nhiên.
thì tất nhiên là những sản phẩm từ thiên nhiên chúng cũng sẽ có những tác dụng với làn da chúng ta nhất định, nhưng tác dụng sẽ ở mức độ vừa phải thôi, và chủ yếu tác dụng sẽ là cấp ẩm cho làn da. Và nếu bạn mong muốn rằng sử dụng mặt nạ để có thể trị nám này, trị mụn này, tẩy tế bào chết này, chống lão hóa này, thực sự đó là điều rất là khó khăn. Cái điều thứ hai này là ngoài những tác dụng chính thì mặt nạ có thêm rất là nhiều những cái thành phần đi kèm, và chính những thành phần này có thể khiến cho làn da của bạn có thể kích ứng và quá tải. Và trên đây là chính là những cái sai lầm mà Hương thấy rằng rất là nhiều chị em chúng ta mắc phải. Vậy chị em đã mắc phải những sai lầm nào? Chúng ta hãy comment phía dưới để chia sẻ với Hương nha.